Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh. Tuấn Nguyễn Âu Hà Nội tiếp tục hôm nay giới thiệu các bác hàng lại về những cặp loa, những siêu phẩm của dòng JBL, thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng. Đây là một trong những phân khúc những dòng loa các bác kê bày nghe nhạc trong những không gian từ những phòng từ 25 cho đến 40 mét vuông, rất là ok. Ngoài ra các bác có thể kết hợp với hát hò gia đình. Đây là những dòng loa phiên bản cũng rất là gấu của dòng JBL L80T. Toàn thân nó thiết kế với vỏ gỗ rất là chắc chắn và nặng. JBL L80T hàng này của Mỹ các bác nhá, 8 ohm, rất dễ ép, lỗ thoát hơi đằng sau, toàn thân vỏ gỗ. Chắc còn nặng. Loa nó củ rất là gấu các bác nhá, củ rất to, xương ngang đúc. Bát 25. Thực ra bát này phải gọi là bát 27. To cả vành nó là 28 cm đấy, to rất là to. Dòng này thì gân mút này đều phải thay nha các bác nhé. Dòng loa bãi thì gân mút các bác chơi đều biết rồi. Nói chung này chung 12. Gân này gân vải còn zin này. Dòng này gân vải zin. Chép đôm titan đặc trưng của những dòng JBL. Dòng này thì các bác chơi rất dễ ghép âm linh với trở kháng 8 ohm. Tuổi thì muốn chơi tiết tấu nhạc mà chậm rãi thì các bác có thể chơi những âm ly đài cổ Piola, Sansui, Marang, Lukman. Còn những anh em nào mà chơi đa dòng nhạc có thể kết hợp hát gia đình thì có thể chơi những dòng đờ nông, Piola, những dòng mặt trơn hay Sansui, ghép một con vang cơ lên là có thể nghêu ngao hát gia đình được nhé. Tại những thời điểm này thì hàng hóa nó cũng đắt lên các bác, giá sản phẩm nó có nhích lên, vận chuyển rồi công thứ hàng nó về kiếm và vận chuyển thứ nó cũng đắt lên, giá nó cũng xê dịch so với những năm trước một chút. Nên các bác xem loa những hàng tuyển chọn và giá tại thời điểm này nó khác nhau, nên là Tuấn giao lưu với các bác anh em với giá rất hợp lý để các bác chơi. Đấy, những cặp loa như này với kích thước nó là chiều cao 86, chiều ngang là 36, chiều sâu là 30. Các bác kê bày cũng rất là dễ. Đấy, cặp loa này Tuấn giao lưu các bác với giá là 17.900. So với những cặp loa bô thì ăn đứt cả về chất âm, cả về nghe nhạc, cả về có thể hát hò nha các bác nhé. Dòng này phân tần củ rất là gấu. Sau đây thì các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức. Đây, e căng vẫn còn zin nguyên bản. E căng còn rất là đẹp. Đây, sau đây các bác hãy đeo tai nghe vào. Những các bác nào chơi những phòng khoảng từ 25 đến 40 mét vuông là nghe nhạc ok. Thank you.
sau đây Tuấn xin gửi tới những bản nhạc, những dòng nhạc trữ tình. Dưới phố bơ vơ.
xin cảm ơn tất cả các bác các anh em đang theo dõi kênh. Những bác nào mà quan tâm tới sản phẩm, xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943426668, địa chỉ số 10 ngõ 63 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tất cả những bản test Tuấn đều báo giá trên kênh, báo giá cho các bác toàn quốc nhé. Giá cặp loa là 17.900.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tình trạng zin rất là đẹp, gân mút thì đã thay, còn tất cả thì nguyên bản, rất là đẹp nha các bác nhá. Những dòng loa bãi thì gân mút thì không tránh được rồi. Những bác nào mà đi qua chưa đăng ký kênh thì các bác hãy đăng ký kênh để cập nhật những bản video test mới nhất về những dòng loa Âu Mỹ. Bên Tuấn thì rất là nhiều, chưa có thời gian để úp lên cho các bác, thì Tuấn sẽ úp dần dần lên rất nhiều dòng loa. Thì các bác xem và đăng ký kênh để thông báo về những bản test mới nhất. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác những video tiếp theo.